Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Rốt cuộc tình cảm của họ đối với bạn là gì? Đây là video chọn tụ bài. Ở đây mình có hai tụ, tụ chuồn chuồn và tụ bơm bớm. Và các bạn sẽ lựa chọn tụ phù hợp với năng lượng của mình. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1, các bạn lựa chọn ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của chính mình. Sau đây mình xin bắt đầu với tụ chuồn chuồn. Lá đầu tiên bạn có The Moon. Lá bài thứ hai nữa là các bạn có King of Pentacles, hiệp sĩ tiền. Lá bài cuối cùng của các bạn có là 10 gậy. Và năng lượng của họ có gồm những gì? Năng lượng của họ gồm có là 8 kiếm. Và kế đến nữa là họ có lá bài 5 ly. Và lá bài cuối cùng của họ đó chính là lá bài 9 kiếm. Sau đây mình xin giải thích từng lá bài cho các bạn và các bạn sẽ thấu hiểu hơn là họ có thực sự đùa giỡn tình cảm với bạn hay không nha. Và lá bài đầu tiên sẽ là bài đại diện cho cảm giác của bạn cũng như cảm nhận của bạn về mối tình của hai người. Thì đây là một lá bài nó cho các bạn cảm thấy một cái gì đó mộng mị, cảm xúc, một cảm giác rất kỳ lạ khi bạn ở bên cạnh người này. Bởi vì có vẻ như là các bạn cảm thấy là cái người này đang lừa gạt hay giấu giếm, hay là họ mang rất nhiều mặt nạ trong khi thời gian họ quen bạn. Và họ dường như không có thể hiện nhân cách thật sự của mình là gì. Qua cái việc họ tỏ ra rất là xuất sắc trong cái việc họ tạo dựng ra những cái tin đồn cho chính họ, một cái sự thật rất là nửa vời. Đôi khi nó còn biểu hiện cho cái người này sống hầu hết trong đời của mình trong ảo tưởng nửa tỉnh nửa mơ. Có thể là họ luôn luôn là rất là khó đoán và luôn luôn thay đổi nha các bạn. Và ở một số bạn, khi chưa có đủ sự hấu hiển mà các bạn đã dành cho tình cảm đối phương quá nhiều rồi, cái điều này khiến cho các bạn bị ảo tưởng về tình cảm với người này. Và các bạn đã đẩy cái tình cảm này đi quá nhanh so với mức hạn định của một tình cảm cần có là thời gian để thấu hiểu nhau. Nếu như bạn đang trong mối quan hệ thì các bạn cảm nhận được là có một cái nỗi bất an rất là nhiều trong cái tiềm thức của các bạn. Nhưng các bạn đã cố tình lờ đi và trực giác đã cố cảnh báo, nhưng bạn cực lực lờ đi và không xem đó là cái điều đúng. Và bạn cảm thấy cái gì sai sai, cái gì đang che giấu mà bạn không biết được từ cái người này. Và giữa hai bạn cũng đang diễn ra một cái gì đó về cảm xúc trong tình cảm rất là nhiều. Mọi việc có thể nhanh chóng trở nên sôi sục hoặc là không thoải mái. Một trong hai đã cố suy diễn hoặc tranh cãi một cách không có công bằng. Và nếu như các bạn có tranh cãi thì nhớ là lựa chọn một cách công bằng. Và tranh cãi làm sao đảm bảo là đối xử với người yêu là như bạn bè nha. Đừng có gấp gáp mà chấm dứt hay bắt đầu một mối quan hệ mới. Đây là không phải thời điểm thích hợp cho cái việc đó. Và lá bài 8 kiếm này đại diện cho năng lượng của họ vào cái thời điểm cảm nhận và tình cảm của hai bạn. Và bản thân của người này, họ cảm thấy là bị hạn chế và kìm kẹp trong tình cảm với các bạn. Do đó một cái mối quan hệ nghiêm túc lúc này không phải là đúng thời điểm đó với họ. Bản thân của họ đang sợ những cái gì chưa có xảy ra. Bởi vì họ là một cái người rất là lo lắng về tương lai. Họ sợ phải gặp tổn thương do tình cảm với các bạn nếu họ lỡ như yêu bạn nhiều quá. Mà họ không có lý do tại sao về cái điều này hết á. Họ không có biết suy nghĩ thông suốt về điều họ e sợ. Thực sự thì mọi chuyện đâu có khủng khiếp như họ nghĩ đâu. Do họ trí tưởng tượng họ ra mà hết đó các bạn. Cái điều họ cần là phải suy nghĩ thoáng về cái tình cảm của các bạn để tiến vào nhiều hơn. Chứ không phải là rút lui vì sợ hãi, sợ là mình khổ, sợ mình bị đau khổ với các bạn. Điều này rất là vô lý. Chính họ cũng không có suy xét về những cái phát ngôn và hành vi của họ mang cái yếu tố tiêu cực. Những gì mà họ làm và nói chính là cái lựa chọn đưa cho họ đến kết quả cuộc sống của họ hiện tại. Và họ đeo lên bàn cân xem đánh giá là mối quan hệ của bạn có thể tiến triển được hay không. Bởi vì họ thấy thà họ cô đơn còn hơn là họ quen với mối quan hệ mà cảm thấy kìm hãm và gây cho họ một cái gì đó khó khăn. Bởi chính năng lượng của họ là họ sợ hãi những điều chưa xảy ra. Họ tự ảo tưởng và tưởng tượng vào những điều đó thôi các bạn ơi. Và sau đây là cái nguyên nhân xem thật sự họ có đùa giỡn tình cảm với bạn hay không. Cá nhân của bạn đánh giá cao cái người này lắm, bởi bạn thấy cái người này là một người bền bỉ theo đuổi cái mục tiêu của họ. Họ là một trong những cái người siêng năng, có sức chịu đựng và khả năng cống hiến của họ rất là tốt luôn. Họ
họ hoàn thành cái gì đó đến chi tiết cuối cùng. Một cái người thận trọng và cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và không có bao giờ lơ là. Nhưng mà anh ta rất sống rất thực tế bạn, và luôn không có bao giờ hứa hẹn cái điều gì với các bạn hết trơn á. Nhưng mà qua đó bạn cũng thấy cái người này có một phần gì đó rất ù lì và chậm chạp, một người không có biết hài hước và luôn luôn ưu tiên cho cái bản thân anh ta trước hoặc là công việc của người này trước. Và họ có xu hướng là thiếu linh hoạt và dễ bị ám ảnh những tiêu chí nhỏ nhất. Và bản thân cái người này luôn luôn nhìn vào cái sai của người khác, trong khi mà họ mắc sai lầm thì họ từ chối nhượng bộ ngay cả khi họ không đúng luôn, và không bao giờ họ thừa nhận mình sai hết đó. Đây là một cái người không thích thay đổi và mạo hiểm. Khi quen bạn, họ thấy thế giới của bạn rất là khác với họ, bởi vì bản chất của người này không thích mạo hiểm, do đó họ không muốn tiến vào cái tình cảm của các bạn là lý do như vậy. Và cũng chính cái người này, họ không có bao giờ biết mở lòng mình ra, nghĩ thoáng về những cái việc của các bạn hết á. Bởi vì họ rất một gì đó, họ không có hứng thú với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Quan trọng họ nhận ra cái người duy nhất có thể thay đổi chính là họ chứ không phải là bạn. Họ không muốn tìm hiểu gì đó mới mẻ. Họ không muốn cởi mở tâm hồn của mình để đặt niềm tin vào tình cảm của cả hai. Và họ muốn tìm kiếm một cái mối quan hệ tình yêu vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng chính bản thân họ lại không có vui vẻ, hạnh phúc thì làm sao ra cái cuộc sống, tình cảm, hạnh phúc được các bạn. Và vấn đề cái tình cảm các bạn đùa giỡn hay không đùa giỡn thì mình nghĩ là không có đùa giỡn. Mà bản thân các bạn đến với cái người này vào cái thời điểm đen tối nhất của họ, bởi vì họ đang trải qua một cái gì đó rất là đau buồn khi xưa, đến là nó lấn át hết tất cả các lá bài khác trong bộ bài này luôn. Họ nhìn vào cái mất mát nên họ trở nên đau đớn, và khi họ nhìn vào bạn, họ không thấy bạn hạnh phúc, họ không thấy tình cảm hai người là chân lý cuộc đời, mà họ chỉ thấy đau khổ, họ tổn thương, họ sợ tiến xa hơn, họ sợ bị đau khổ một lần nữa. Họ chỉ lo chầm chầm nhìn vào những cái ly đã đổ vỡ, mà trong khi cái sau lưng hai ly còn nguyên, họ không chịu nhìn các bạn. Họ cứ chầm chầm nhìn cái tổn thương đau khổ mà thôi. Họ nản lòng và họ cảm thấy không có gì tích cực hết trơn á. Bởi khi họ nhìn vào cái mắt mát gây tổn thương do cảm xúc của họ gây ra, thì luôn luôn là chống lại mọi sự thay đổi đến cuộc sống này. Mà họ không biết đem cái trí tuệ của mình vô để giải tỏa những cái bóng tối, những cái tiêu cực đó đi. Lúc đó tất nhiên thì cái tích cực nó sẽ đến. Bởi vì khi mà họ tách họ ra khỏi cái sự yêu thương thì chắc chắn cái cảm xúc của họ sẽ nói không với tình cảm khi bạn dành cho họ rồi. Và chính họ cũng không nhận ra là nếu mà họ càng đấu tranh để giữ những cái gì đã biến mất á, những gì tổn thương hay chầm chầm vào cái quá khứ á, thì lại khiến cho họ càng đau khổ hơn mà thôi. Và bản thân của họ không có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào vấn đề. Họ bị đắm chìm trong cảm xúc đau đớn và bị nó nuốt trọn cảm xúc luôn đi các bạn. Và có dấu hiệu họ đang không có sự tin tưởng vào bản thân của mình. Họ rất là tự ti. Họ cứ nhìn những chuyện đã xảy ra rồi và họ nhìn những cái thất bại đó mà họ không lấy những cái bài học đó để tiếp tục để tiến tới trong cái sự nghiệp cũng như tình cảm của họ. Bởi vì họ không dám thử cái mới. Và họ sợ ở bên cạnh bạn một nguồn năng lực rất tích cực. Bởi khi mà họ đắm chìm trong tiêu cực vậy, chắc chắn cái lá bài này sẽ nhấn chìm họ xuống cái tiêu cực rất là nhiều luôn. Thực sự một điều duy nhất muốn khuyên cho họ là hãy đừng có đắm chìm trong nỗi bất hạnh của bản thân mình nữa. Hãy biết tôn trọng hạnh phúc hiện tại của họ, cũng như hãy trân quý những người thật sự quan tâm đến họ. Và lời khuyên là họ đừng có đắm chìm trong nỗi bất hạnh của bản thân mình nữa. Điều quan trọng là không phải cứ tiếc nuối những thứ đã qua thì nó sẽ trở lại. Hãy tôn trọng hạnh phúc hiện tại của chính họ và cũng như những người quan tâm. Giống như là họ đừng có ngó lơ cái hai cái ly đông đầy phía sau lưng họ để nhìn chầm chầm vào những ly đã đổ phía trước. Tất cả cái nguyên nhân của khổ đau tình cảm của hai bạn chính là từ xuất phát từ cái nỗi sợ hãi của họ mà ra. Thì lá bài cuối cùng sẽ là cái giải pháp giống như hai bạn muốn tiến đến với nhau một lần nữa. Hay là các bạn muốn gắn kết với nhau, nói chung khi hai bạn đang trong mối quan hệ cam kết, thì các bạn có lá bài là 10 gậy. Và nếu như bạn cảm thấy là cái người nào đó đang thực sự lừa dối các bạn, thì thực sự cảm giác các bạn đúng. Tuy nhiên các bạn hãy chắc chắn là trước khi bạn chỉ trích cái người đó, đôi khi cũng phải hiểu là cái việc chỉ trích có cần thiết hay không. Cứ để từ từ đi, để cho mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn mà thôi.
và bản thân của bạn đang cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đối phó với sự trì hoãn cũng như là rơi vào cái hố sâu căng thẳng này. Cái cảm giác khiến cho bạn rất là mệt mỏi, bạn chỉ mong muốn khắc phục. Và cách khắc phục duy nhất là các bạn phải nghỉ ngơi một đôi chút, thậm chí là nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nữa để bạn giải tỏa cái stress ra ngoài, sẽ đem nhiều hữu ích hơn cho các bạn. Hãy tìm và kết bạn những người mới sống lạc quan đi các bạn, đừng sống trong cái năng lượng tiêu cực nữa. Và cần phải làm sáng tỏ một cái sự thật giấu giếm đang có diễn ra trong tình cảm của cả hai. Cái việc xem xét là có phải là thật hay giả, để bạn cần biết được cái mối quan hệ các bạn có chân thành hay không, để các bạn quyết định bỏ công sức cũng như năng lượng vào người này. Và chính bạn đang cảm thấy là cái thời điểm này bạn gánh vác rất là nhiều cái trọng trách trên vai của bạn. Bạn rơi vào cái tình thế là sống một rất là trách nhiệm luôn với cả cái yêu cũ luôn, hoặc là cái trong mối quan hệ cam kết. Bạn biết không, cái khả năng bước lên nhận nhiệm vụ là bạn, là người duy nhất có khả năng nhận trọng trách là chính bạn. Dù bạn làm đúng hay là sai thì bạn vẫn phải là cái người lựa chọn đến cái kết quả sau cùng của vấn đề này. Do đó, được tiếp tục hay là từ bỏ là quyền lựa chọn của các bạn. Và lời khuyên duy nhất cho các bạn là hãy rộng lượng hơn với bản thân của mình đi. Hãy làm nhẹ đi gánh nặng bất cứ khi nào có thể. Bởi vì bạn không nhất thiết phải tự mình chịu đựng hết tất cả những cái vấn đề trong xã hội này về tình cảm cũng như tài chính, sự nghiệp. Và bản thân bạn đang cảm giác là một cái bước tiến của bạn có cảm giác giống như là một cuộc đấu tranh. Cái gì cũng phải đấu tranh, vất vả để gặt hái được hết, rất là khó cho các bạn. Và giải pháp cho cái người này là họ đang bị đắm chìm sau cái sự tổn thương sai lầm thất bại cho chính họ tự tạo ra thôi các bạn. Cái sự đau đớn cho chính họ đặt ra bao trùm tất cả sống nghi ngờ của họ. Đây là một cái điều là họ không biết là liệu mọi thứ ổn hỏi hay chưa. Họ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu là liệu là đến với bạn được hay không được. Cứ quanh quẩn như vậy hoài cũng không bao giờ giải quyết được cái nỗi khổ khốn cùng của họ do chính họ tự gây ra hết á. Cái điều họ cần buông bỏ đó chính là họ ngừng cái việc tự đặt mình vào những tình huống nghi ngờ mà thực sự chưa có diễn ra. Và chính họ đang có cảm giác rất là tội lỗi về tình cảm của các bạn, bởi vì họ cảm thấy là họ làm tổn thương bạn rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì họ là cái người chủ nghĩa cá nhân, họ sợ họ khổ, họ sợ họ bước vào cái gì mới quá, và họ tự đặt những cái nghi ngờ cho chính bản thân họ. Mặc dù cái chuyện đó chưa xảy ra, nhưng mà họ cứ nghĩ vậy là xảy ra rồi. Họ tự xây lên bức tường để họ không có muốn bạn bước vào cái thế giới của họ, cũng như họ không muốn bước vào thế giới của bạn. Và kiểu của họ phải thoát ra những cái cảm giác mà lo sợ không đáng có cho chính họ tự đặt ra. Khi mà họ bỏ đi những cảm giác này thì thực sự cuộc sống họ mới trở lại. Khi đó họ mới nghĩ đến tình yêu các bạn. Thời điểm này không có giải quyết được gì hết, bởi vì cái mà thấu hiểu nội tâm họ chưa hiểu thì làm sao họ yêu người khác được. Và lời khuyên của họ là nên một có cái câu hỏi chính xác và sâu sắc nhất về mối quan hệ của bạn và họ. Nếu như họ cảm thấy bạn là một cái người chân thành thì đây là cái thời điểm là họ tiến tới cái với các bạn. Phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu cái người yêu chứ. Chứ không có phải ai dễ dàng, không có ai hoàn hảo để cho họ tin tưởng, để cho họ đến một cảm giác an toàn hết á. Và một lời khuyên duy nhất dành cho họ là họ cần phải biết thấu hiểu nội tâm của mình, biết chăm sóc bản thân. Nếu họ không cân bằng được thì họ sẽ đẩy tình yêu rời xa khỏi mình, hoặc là họ chạy trốn tình yêu. Bởi vì khiến gì đó họ cứ nghĩ tình yêu là một gánh nặng với họ không mà. Và bản thân họ là đang bị hao tổn tâm sức mình rất là nhiều. Bởi cái phần tự ti, họ muốn chứng minh tình cảm của họ đối với bạn, nhưng họ bị quá sức, do đó dẫn đến họ bị tổn thương. Mà họ không hiểu rằng nếu mà cái bạn yêu họ là bạn yêu họ, đâu cần phải họ phải làm cái gì cho bạn đâu. Và ở một số người có một cái dấu hiệu là họ cảm thấy là quen với bạn là một cái áp lực cho họ rất là nhiều. Viễn cảnh về gia đình tương lai khiến cho họ run sợ vì họ chưa thật sự sẵn sàng. Điều đó gây ra cái việc là cả hai bị bất đồng và mâu thuẫn rất là nhiều trong quan điểm. Họ cần phải học là chia sẻ với đối tác nhiều hơn, đó chính là bạn, để cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau, đặt niềm tin, giá trị trong cuộc sống đến với nhau, chứ không phải là gây sự khó khăn, phiền nà cho nhau. Một trải bài, các bạn đang quen nhầm một người chưa thấu hiểu nội tâm của mình, còn đi tìm hướng đi trong cuộc sống mình quá nhiều. Chính là một người thật sự chưa sẵn sàng cho tình yêu, mà các bạn lại quá ảo tưởng về tình yêu với họ, do đó các bạn bị đau khổ thôi, đơn giản là vậy thôi các bạn.
Và sau đây là thông điệp tình yêu muốn gửi cho cả hai bạn là gì? Cả hai bạn nên để cái sự đam mê bùng cháy thật nhiều. Bởi vì cái sự đam mê sẽ khiến cho các bạn thu hút cũng như là quyến rũ những gì thứ đến xung quanh bạn trong cuộc sống hiện tại. Các bạn phải tận hưởng cái sự đam mê này. Các bạn có lá 10 tiền, 10 of Pentacles. Và lá thứ hai là các bạn có lá 7 of Swords, 7 kiếm. Và lá tài thứ ba là các bạn có lá Strength, sức mạnh. Và dòng thứ hai, năng lượng của họ là gì? Đó là họ có lá bài Queen of War, nữ hoàng kiếm. Và lá bài thứ hai có lá bài là The Temperance. Và lá bài cuối cùng của họ đó chính là lá bài King of Wands, vua gậy. Và sau đây mình xin giải bài từ lá bài cho các bạn. Và ở cái dòng đầu tiên đó chính là năng lượng, điều gì đã đem hai bạn đến với nhau. Và ở trong mắt họ, bạn là một cái dấu hiệu của sự an toàn và ổn định lâu dài. Mối quan hệ của bạn sẽ dựa trên một cái nền tảng rất là vững chắc khi cái lá bài này xuất hiện. Và nó cũng chỉ ra rằng cái sự hòa thuận hạnh phúc trong gia đình của chính bạn chính là một biểu thị khiến cho họ muốn gắn kết với các bạn một rất là nhiều. Và họ rất là hy vọng một cái cam kết rất là sâu sắc hơn. Nó chỉ ra rằng cái việc phát triển tình cảm là cái việc các bạn sẽ định là cùng nhau ổn định cuộc sống, đính hôn hoặc thỏa thuận đến tiến tới hôn nhân. Một cái gì đó nó rất là tốt cho tương lai. Và họ nhận thấy là bạn là một cái nơi rất là đáng tin cậy để phát triển một cái gia đình sau này. Và trong mắt của người này á, các bạn là một trong những cái người thuộc có gia đình là có vật chất. Các bạn sống trong một cái bối cảnh không phải lo lắng nhiều về việc tiền bạc. Cái sự giàu có và đủ đầy chính là cái thứ mà họ nhìn thấy ở bạn. Tuy nhiên, họ cũng nhìn thấy ở bạn cái sự bảo thủ, cái việc là bạn không có muốn thay đổi cuộc sống đang rất tốt đẹp diễn ra cho các bạn. Và bạn cứ giữ những cái quy tắc và tuân theo những cái hướng dẫn mà bạn cho là đúng từ trước giờ. Bởi vì bạn không có muốn mình thay đổi những gì có. Bạn suy nghĩ là tại sao mình đúng, mình thành công vậy rồi, mình có gia đình hạnh phúc vậy rồi, tại sao mình phải thay đổi? Nhưng mà các bạn quên rằng có những cái thứ mình cần phải lắng nghe. Những quy tắc đã có sẵn khi thay đổi là việc cần thiết. Bởi vì thay đổi sẽ được khuyến khích nếu bạn phát triển hơn cho tương lai và định hướng lâu dài của cho các bạn. Và đương nhiên trong mắt người này, bạn đang sống trong cái sự sung túc rất là nhiều. Bởi vì bạn thoải mái về tài chính nè. Đối với họ bạn rất là may mắn và củ cải vật chất cũng có nhiều nữa. Những cái kế hoạch của bạn hình như đều tiến hành được hết á. Đây là một trong những cái lá bài rất là ổn định và bền vững về vật chất. Và đối với họ mà khi mà gặp bạn á, bạn chính là một cái dấu hiệu hạnh phúc về tình yêu. Cái điều mà họ muốn gắn kết lâu dài với bạn, muốn thành một gia đình thật sự hạnh phúc cho cả hai. Bởi vì lá bài này chứng tỏ bạn rất xứng đáng để trở thành một người của gia đình, một hình tượng mẫu cho những ai được mơ ước đến khi có được bạn. Và cá nhân của họ cũng thấy bạn là một cái người đang sống rất hạnh phúc, bạn lạc quan với những điều tốt đẹp trong quá khứ và lẫn hiện tại và tương lai luôn. Bạn tin tưởng vào cuộc sống bởi vì họ thấy bạn cuộc sống quá sung túc rồi. Bạn phải coi lo lắng gì đâu. Tất cả những cái gì bạn lo là lo về tình cảm của bạn mà thôi. Lo về cái suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Ngoài ra là bạn cũng không có để ý đến những cái đau khổ khác của cuộc đời. Tại vì mình có khổ đâu, mình biết được người khác đau khổ các bạn. Mình phải nghèo, mình phải khổ, mình phải không thiếu tài chính vật chất. Mình sống trong một gia đình mà bị bạo hành hay cái gì đó thì mình mới hiểu được cái nỗi đau của người khác. Cái này bạn quá im đẹp, làm sao bạn hiểu được người ta. Và cái điều bạn nhìn ở họ là gì? Họ mang một năng lượng của nữ hoàng kiếm. Và cá nhân các bạn thấy cái người này á, là một cái người rất là thẳng thắn. Bởi vì cái người này đã trải nghiệm cuộc sống, mặc dù họ còn nhỏ tuổi chăng nữa thì họ cũng trải nghiệm cuộc sống rất là nhiều. Và bản thân của họ cũng rất là khéo léo để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Một điều là bạn thấy ở đây là một cái sự thành thật và ưu tư. Và hình như họ không có muốn làm tổn thương ai hết. Khi mà ra ngoài chơi thì cái lúc nào họ cũng nhường nhịn cho người khác. Họ lúc nào cũng sợ người ta buồn, người ta bị tổn thương. Nhưng mà những cái này á, cuối cùng là làm tổn thương chính bạn. Và cá nhân bạn cũng thấy cái người này á, họ rất là bộc trực và không có biết giả vờ luôn. Bởi vì cái người này mang năng lượng của bộ kiếm, do đó cái sự thẳng thắn và chân thực trong giao tiếp là cái người này luôn sử dụng luôn các bạn.
Nhiều khi các bạn thấy là những cái lời nói của họ thẳng thắn đến nỗi làm cho các bạn đau lòng. Và chính những cái lời thẳng thắn này chính là cái điều mà khiến cho các bạn có suy nghĩ lăng tăng. Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao họ lại nói vậy? Trong khi bạn là cái người thích nghe những lời im dịu. Bởi vì bạn sống trong cái nhung lụa, bạn không có quen với những cái mà quá thẳng thắn, những cái quá thẳng thừng, những cái mà bộc trực như vậy. Nó làm cho các bạn bị đau mút đó, chứ là bị tụt cảm xúc đó. Khiến cho bạn luôn đặt những câu hỏi đó, ủa tại sao người này có thương mình không? Tại sao họ lại nói những điều này với mình? Tuy nhiên mà các bạn cũng cảm thấy ở trong họ có một cái gì đó về ký ức của chính họ, những điều đã xảy ra và những điều không có được nói trong những cái mối quan hệ gia đình hoặc là tình cảm của họ khi xưa. Bởi vì bạn không có được họ cởi mở để họ nói lên những cái suy nghĩ cũng như tâm tư của họ. Đây là cái thời điểm mà bạn nếu còn quen họ, bạn phải nên hiểu được là họ phải cởi mở nhiều hơn để biết lắng nghe, thấu hiểu cái tâm tư, nguyện vọng của họ là gì. Và việc của bạn là bạn phải thể hiện mình quan tâm nhiều hơn, tích cực hơn, bình thường so với những người khác, để hiểu rằng cái người này là cái người tiềm năng, bạn có thể hiểu họ hơn. Đừng có giả định mà hãy lên tiếng nói, hãy hỏi họ cần gì và muốn gì trong tình cảm của hai bạn. Và dòng thứ hai chính là cái thứ mà cản trở tình cảm các bạn là gì? Đầu tiên là các bạn có lá bảy kiếm. Chính vì lá bảy kiếm này xuất hiện, nó liên quan đến cái việc mà họ muốn tách biệt khỏi ra bạn. Bởi vì đây là một cái người họ muốn là họ sống trong cái đơn độc và rất bí mật. Bởi vì họ cảm thấy là mình làm con số đơn độc, họ muốn mình bay nhảy tự do một mình. Và chính vì có thể là các bạn đã quá kèm kẹp họ hay sao á, có dấu hiệu là họ muốn trở thành một cái người độc thân, đơn độc trong cuộc sống này. Bởi vì họ cảm thấy là sẽ hiệu quả hơn và thoải mái hơn rất nhiều nếu như tự thân vận động làm tất cả mọi thứ. Có dấu hiệu bạn cảm thấy là họ muốn né tránh những cái gì đó mà một cặp một đôi. Vì cái tư tưởng này chỉ khiến cho cái mối tình cảm của hai bạn bị rắc rối rất là nhiều. Và họ sẽ không thể tiến đến hạnh phúc và phát triển về lâu dài nếu như họ không có sự hợp tác cùng với bạn. Và nếu như mà họ cảm thấy cái khuynh hướng mà thích hành động một mình vậy á, thì hãy đảm bảo cho rằng cái sự tách biệt của họ là thực sự hiệu quả đối với họ, chứ không phải là tách biệt ra bạn không yêu bạn nữa mà họ đau khổ hoặc họ không có nên người. Thì mình nghĩ cái tách biệt này họ không có nên làm. Có thể là cái xích mích của hai bạn rất là nhỏ do cái bất đồng về cái sự xuất thân của cả hai. Bởi vì nó có thể chỉ ra rằng cái vấn đề mà bạn và đối tác của bạn có thể là có những xung đột phát sinh do cái sự khác biệt về nguồn gốc hoặc truyền thống gia đình. Nếu vấn đề này được giải quyết thì các bạn sẽ nhìn ra cái gốc rễ nguyên nhân của xung đột. Và nếu như cả hai bạn mà sẵn sàng hòa hiệp, hợp tác thì sẽ tạo ra những cái gì rất là tốt đẹp cho cả hai. Nhưng có thể rất tiếc là các bạn gặp một cái gì đó không có sự hòa hiệp và sự chạy trốn của người này rất là nhiều khi lá bài này xuất hiện. Bởi vì nó hàm ý rằng họ đang chạy trốn một điều gì đó. Có thể là chạy trốn về những cam kết, trách nhiệm, công việc và tình cảm. Và họ đang chần chừ và không có muốn cho các vấn đề trôi đi một cách rất là lãng phí. Và họ không muốn giải quyết chúng. Họ tránh mặt đi, họ tránh mặt gặp các bạn. Có thể họ trốn ngắt kết nối các bạn ngay bây giờ. Mà họ không biết là đôi khi họ cần phải đối mặt với những gì cần phải đối mặt. Cái lời nhắn gửi đến họ là họ phải biết là họ đang khiến cho mọi thứ trở nên rất là tồi tệ cho chính bản thân họ và người khác bằng cách họ chạy trốn như vậy. Và có dấu hiệu cho thấy là cái quyết định mà họ chạy trốn bạn vậy á, chính là cái lựa chọn sai lầm mà họ mắc phải và đang muốn giấu kín. Những cái sai lầm này chỉ là lỗi nhỏ thôi, có thể khắc phục rất là dễ, nhưng mà do họ chạy trốn như vậy á, khiến cho nội tâm của họ sẽ không biết điều gì xảy ra. Điều họ cần làm phải xem xét kỹ lưỡng để họ biết là những cái gì mà gặm nhấm niềm vui, lòng tự trọng của họ nó không đáng, bởi vì cái tự ái cá nhân của họ rất là nhiều, trong khi bạn lại không có cảm giác đó đối với họ. Và cái điều cản trở tình cảm của họ đối với bạn là gì? Chính là họ thấy bạn là cái người không có được điềm tĩnh. Bạn cảm thấy là bạn bị nói nhiều quá, do cái đó khiến cho họ cảm thấy không có thoải mái trong cái vấn đề với cái nguồn năng lượng của chính bạn. Bởi vì khi mà bạn biết chừng mực để mà mình khả năng cái thể hiện tiết chế bản thân mình chút xíu á, thì sẽ tốt hơn. Họ thấy ở bạn họ không có sự cân bằng, bạn bị đam mê lôi cuốn vào công việc này, những cái cuộc vui các bạn, hay là bạn quá đam mê về cái gì là bạn yêu thích.
Do đó khi mà một cái gì đã xảy ra, bạn hay làm cho một việc nó trở nên khuấy động, trở nên một cái gì đó nó rất là dông bão luôn á, khiến cho họ không có được cái sự tâm tư điềm tĩnh khi ở bên cạnh bạn. Và điều họ cần là cần một cái nhu cầu điều hòa, đặc biệt khi mà cái lá bài này xuất hiện, nó muốn là cái nhu cầu cân bằng trong tất cả các tình huống để cho không có sự xung đột xảy ra. Nếu như bạn biết thỏa hiệp và hợp tác là điều rất là tốt khi đó rồi các bạn. Bởi vì khi mà đó bạn sẽ tìm kiếm được cơ hội mang đến cho cả hai bên, dù hai bên đối lập, sẽ được gần nhau hơn. Sự ôn hòa sẽ mang giúp cho các bạn điều chỉnh và bổ sung hơn vào tình cảm của cả hai rất là nhiều. Và có thể là các bạn đã bị sai phương pháp yêu rồi, do đó các bạn phải thử một vài phương pháp khác để mà mình có thể thay đổi cái cục diện này. Và ở một số bạn có một cái số việc gì đó là các bạn không có cân bằng được chính bản thân của chính mình. Do đó các bạn phải tìm ra là giữa cái mối quan hệ nè, mục tiêu và niềm đam mê của mình, mình phải cân bằng tất cả. Bạn đừng vì một cái gì quá mà khiến cho cái tình cảm của bạn bị mất đi. Và chính họ cũng thấy là có thể là bạn cảm thấy là mình đã mang một cái gì đó lỗi lầm khi tình cảm này xảy ra. Và họ mong muốn là bạn hãy tha thứ cho chính bản thân của mình, hãy để cho chúng tan đi. Khi bạn tìm được sự bình yên và từng trải trong cái mối quan hệ của mình đó, thì bạn cần phải có sự bình yên trong chính bản thân của mình. Bởi vì hình như là bạn không có kiềm chế được cảm xúc của mình. Cái cảm xúc đưa cho bạn đi quá xa trong tất cả mọi việc luôn á. Và lời khuyên của lá bài là mong các bạn phải tiết chế lấy hành vi, kiểm soát cảm xúc của mình và ham muốn của mình luôn đó nha các bạn. Bởi vì có dấu hiệu là các bạn bị cực đoan trong cái vấn đề tiếp nhận và lựa chọn tình cảm. Hy vọng là các bạn sẽ cảm giác được hài hòa và bình lặng. Bởi vì bạn phải tôn trọng cái sự khác biệt của người khác. Bởi cái gì chúng ta biết rồi, mỗi người đến những cái thế giới khác nhau. Các bạn không thể nào khiến họ thay đổi được. Mình nên tôn trọng thế giới của họ. Và mình nên tôn trọng những gì mà họ có, cái điều bạn cần học trong cái bài học của tình yêu này. Và chính các bạn cũng thấy ở họ có sự phân vân. Mặc dù cả hai có tình cảm với nhau, nhưng mà họ bị cân nhắc hoài luôn á. Bởi vì họ thiếu có sự quyết đoán. Do đó có gì đó khó khăn trong cái việc tình yêu của bạn, có thể gặp sự phản đối của gia đình, bạn bè hoặc người thân. Có một cái dấu hiệu là cái người bạn thích, bạn yêu á, họ luôn luôn thể hiện mình nhẫn nại trong mọi tất cả mọi việc. Có thể những lời nói ra vào của những người xung quanh họ khiến cho họ cảm thấy là họ chùn bước rất là nhiều. Và cái điều quan trọng nhất là bạn phải cân bằng được trong cuộc sống, chính bản thân bạn, điều chế được cảm xúc của mình. Và họ phải kiên quyết hơn để tiến tới được tình cảm của cả hai. Việc của các bạn bây giờ là mình phải bớt những cái mục tiêu khác trong cuộc sống đi. Mình cân bằng lại mối quan hệ của mình. Bản thân của họ phải quyết đoán hơn để họ có thể tiến tới với bạn. Chứ không phải vì những cái gì khác mà khiến họ chùn bước rất là uổng. Bởi vì hai người có tình cảm với nhau mà chứ phải không có đâu. Và điều gì khiến cho hai bạn cần phải chú ý hơn trong cái tình cảm để cả hai có thể tiến tới với nhau một lần nữa. Cái lá bài này nó xuất hiện, lá trend thì bạn thấy không? Một cái người phụ nữ rất là nhẹ nhàng mà xuất hiện chế ngự một con sư tử xung quanh. Tức là bạn phải kiểm soát được cái bản năng thú tính trong người mình. Mình sorry khi nói câu này cho các bạn. Bởi vì đây là cái sự đại diện cho dục vọng sức lực bên trong bạn. Bởi vì bạn có sức mạnh bên trong quá mạnh, do đó bạn biểu hiện ra ngoài, bạn lấn át luôn những cái người xung quanh các bạn. Do đó các bạn phải kiềm chế lại và chiến đấu chính với cái dạ thú bên trong các bạn. Tức là mình phải sống làm sao mình dịu dàng hơn với cuộc sống này, chứ mình không để cảm xúc mình cứ cuồn cuộn vậy hoài là không có được. Và con thú mà cái người thiếu nữ đang chế ngự chính là cái hình ảnh đại diện cho bản tính dữ tợn bên sâu của con người mình. Bạn biết không, một cái số này nó ẩn sâu rất là nhiều để cho những cái nghịch cảnh đến với mình là do cái sự dữ tợn bên trong mình đó các bạn. Và lá bài này xuất hiện, nó muốn các bạn phải làm sống làm sao để bạn là một người chu hòa nè, tâm tính mềm mại, nhẫn nại và dịu dàng hơn. Khi mà theo đuổi ai đó, bạn phải chăm chút hơn, nhiều hơn. Chứ đừng có làm gì mình cuồn cuộn quá các bạn là không có được. Bởi vì cái sự ân cần về tình cảm sẽ khiến đối phương rất là cảm động. Và các bạn, mình phải giữ sử dụng cái sức mạnh một cách rất là mềm mỏng để mình có thể lèo lái được cái tình cảm của mình.
cái việc mà bạn chấp nhận cái sự khác biệt ở người khác cũng như tha thứ là một cái vấn đề đòi hỏi ở bạn rất là nhiều. Bạn nên thể hiện lòng trắc ẩn với những cái mảnh đời trong cuộc sống. Tại vì họ khó khăn, bạn sung sướng nó khác nhau các bạn. Bạn phải giữ bình tĩnh để giải quyết được mọi vấn đề. Thì cái người này họ không có nên im lặng nữa. Và họ không nên có thụ động nữa. Họ phải tiến tới và mạnh mẽ theo đuổi bạn một lần nữa. Nếu như họ còn yêu bạn. Chứ không có phải là họ im lặng mãi không có được các bạn. Họ quá thụ động rồi. Đây là cái lúc mà họ phải bắt tay vào thực hiện và tạo nên kỳ tích cho mối quan hệ của cả hai. Bởi vì cái năng lượng của cái vua gậy này là một người táo bạo và liều lĩnh nha các bạn. Bởi vì họ không có né tránh con đường an toàn. Với năng lượng này là cái thừa tự tin để đương đầu với khó khăn. Chứ không phải là cái người trốn tránh cái sự việc như mà họ đã làm khi trước.